Chào các bạn, hôm nay bơm nước mini sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ điều khiển Wi-Fi Smart Home này. Thì ở đây về việc kết nối dây điện thì sẽ có hai đầu input và output. Chúng ta sẽ thực hiện kết nối với nguồn điện của chúng ta. Để thiết bị hoạt này hoạt động thì chúng ta phải sử dụng một cái app để điều khiển, đó là Smart Light. Ta sẽ mở app lên và sau đó thiết bị sẽ tự động kết nối qua Bluetooth. Thiết bị sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập Wi-Fi để thiết bị kết nối. Và một điều lưu ý rằng các bạn phải bật Bluetooth trên thiết bị di động. Sau khi kết nối xong, chúng ta bấm hoàn tất thì bảng điều khiển sẽ hiện lên. Ở đây mình sẽ thực hiện bật tắt thiết bị thông qua một lần nhấn. Ngoài việc bật tắt thủ công như thế này, chúng ta có thể set vào chế độ hiện giờ ở phần timer. Chúng ta thêm thì hiện giờ mình sẽ cho thiết bị này bật switch on vào lúc 7 giờ 39 phút vào các thứ ngày trong tuần, thì mình sẽ bật tất cả lên. Giờ mình để là 7 giờ 40 đi. Ok, mình sẽ lưu nó lại. 7 giờ 40 thiết bị bật thì mình sẽ cho 7 giờ 41 phút thiết bị tắt. Mình sẽ set tất cả các ngày trong tuần. 7 giờ 41 phút thiết bị tắt. Ta lưu lại. Ta sẽ đợi đến 7 giờ 40 để xem thiết bị chúng ta bật lên. Bây giờ 40 thì thiết bị đã hoạt động. Thì ở đây cái độ trễ nó sẽ dao động trong khoảng 10 giây, tùy thuộc vào cái mức độ mạnh yếu của Wi-Fi nhà các bạn. Thì mình sẽ đợi nó đến 7 giờ 41 phút để kiểm tra xem thiết bị có ngừng hoạt động hay không. Bây giờ 41 phút thiết bị tắt. Thì mình sẽ thêm hai trường hợp nữa đi. Vào 7 giờ 42 thì thiết bị sẽ bật lên. Và mình sẽ thêm một trường hợp nữa là 7 giờ 43 phút thiết bị sẽ tắt đi. Một điều lưu ý là các bạn có thể không thể set không cần nhất thiết phải set full các thứ ngày trong tuần, mà chúng ta có thể set theo yêu cầu của chúng ta muốn sử dụng. Mình sẽ đợi đến 7 giờ 42 để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động hay không. À, 7 giờ 42 thì thiết bị đã hoạt động. Thì do wifi chỗ mình nó hơi không ổn định nên là cái độ trễ nó dao động khoảng 5 giây, thì sau 5 giây thì thiết bị mới hoạt động.
Mình sẽ đợi đến 7 giờ 43 phút là mốc thời gian tiếp theo thì thiết bị xem thiết bị có tắt hay không. Bảy giờ 43 phút thiết bị ngừng hoạt động. Thì ngoài cái việc cài đặt qua hẹn giờ thì chúng ta vẫn có thể bật tắt thủ công như thế này. Đi đâu xa thì chúng ta có thể điều khiển được các thiết bị điện trong nhà. Ok, thế là video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.